Rison là garlic. Tỏi đen Lý Sơn là loại tỏi đặc biệt được trải qua quá trình lên men rất công phu lên đến 65 ngày. Qua đó, tỏi đen Lison có chứa nhiều amino acid, vitamin và các dưỡng chất quan trọng, giúp cho cơ thể khỏe mạnh, ngăn ngừa nhiều căn bệnh, tăng cường sức đề kháng cho cơ thể, giúp ăn ngon miệng, cải thiện hệ tiêu hóa, làm giảm các bệnh đau và viêm khớp, đặc biệt giúp hỗ trợ và ngăn ngừa những căn bệnh hiểm nghèo như cao huyết áp, tiểu đường, cao mỡ máu, tim mạch v.v. Để có được sức khỏe vững vàng, chống suy nhược, mệt mỏi, mất ngủ, kinh niên, giúp bồi bổ gan và thận, hãy dùng tỏi đen nguyên củ Lison. Mọi chi tiết xin liên lạc International Home Shopping 1888 688 2999 1888 688 2999.